thấy cái nút ở đây. Máy nhìn rất là mỏng, rất là chắc chắn. Làm từ khối nhôm. Không có cấu hình ở đây cả. Còn có màu xanh, màu quân đội, màu bạc rất là đẹp, rất là đẹp, hiểu lại ôn chất, làm từ máy CNC kinh, cắt bằng kim cương.